Ờ, đây là cái mạch thật về à, à, cái con à, à, IC 89C S52 để điều khiển à, 4 led đơn các bạn thấy nó nhấp nháy như thế đấy chúng ta cũng có thể làm 8 led đơn gắn 8 led vào à, qua các chân là à, 21 22 23 24 25 26 27 28 để gắn thêm bốn chân vào cái vị trí là 25 26 27 28 nữa là nó thành ra 8 led đơn. Các bạn thấy nó sáng hiệu ứng đấy, mấy con led đấy. Con led cuối cùng thì mình cắm cái con led uh, con led cuối cùng là mình um, cắm cái con led sáng, cực kỳ sáng. Đấy. Ba con led còn lại là mình cắm led xanh. À, còn cái mạch Arduino này thì nó là để lấy uh, uh, dương và và uh, nguồn dương và nguồn âm. Nguồn dương nó lấy 5V tại vì mình ở đây mình thiếu cái cục pin 5V. Đấy.